máu chảy thì ruột mềm, lá lành đùm lá rách. Trong những ngày này, cả nước đang gồng mình chống dịch, đặc biệt là những người tuyến đầu khu cách ly, khu phong tỏa. Hôm nay, quê mình những người nông dân lam lũ với ruộng gãy cũng muốn góp chút ở tấm lòng với cọng rau, trái bầu, trái bí gửi về nơi chuyến tiến phòng chống dịch. Chỉ mong qua khỏi để cuộc sống trở lại sự bình thường. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái địa điểm ở trên Cù Lao là ở xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, cô bác quý anh chị. Và chiều hôm nay thì mình tranh thủ mình với cùng với lại ông Dượng ở đây để mà đi thu gom rau củ quả để mà ngày mai mình sẽ đưa xuống hỗ trợ những người đang bị phong tỏa cách ly ở huyện mình ở xã Tân Mỹ đó. Và hiện nay là chú cháu đang đi nè. Hiện nay thì cái tình hình ở miền Tây cũng khá là căng thẳng khi mà các trạm, các chốt thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có chốt kiểm soát dịch bệnh hết à. Cái khai báo y tế đó. Bây giờ sáng nay thì mình có dặn ở chỗ nơi này thì mình với lại ông Dượng này sẽ thu mua trước tiên là rau muống đó. Và mình dặn này có bao nhiêu lấy hết bao nhiêu à. Này được sự hỗ trợ của mạnh thường quân luôn, cô bác quý chị. Ờ chị. Dạ. Đây là rau muống trồng. Hôm nay hái hết không cô? À, lấy hết liếp, nhổ hết liếp luôn chưa? Xanh xanh luôn hả? Cái này mình của nhà mình sẵn làm sao mình về lấy bao mình đếm cho người ta bên đó nè. Dạ, có bao nhiêu lấy hết bao nhiêu? Này con mua để cho cái hỗ trợ mấy người bị cách ly á. Ở đâu? Bị phong tỏa ở Tân Mỹ á. Ở dưới Tân Mỹ hả? Dạ. Cho mấy người cách ly người ta ăn ha. Nửa chả bao hay gì? Này là mạnh thường quân hỗ trợ cái mình mua hết để tay đang thiếu rau củ quả. Nghe nó xéo vậy. Nghe hả? Chắc sao đó coi coi ta bó cái bao mày xếp gọn lại cho mày banh ra bự vậy sao ta chở. Hay chở là hai đầu đi. Xếp hai lửa. Nhiêu đây chắc chừng mười mấy ký hay gì? Mày đếm thôi Nhung. Không, cái này là hai mấy ký rồi nè. À. 5 bó, 6 bó. Một bó vậy là nửa ký hả? Có nửa ký đếm ha. À. 6 bó rồi đó. Nè đếm đi. Có nửa ký, nửa ký. Nhổ sáng giờ luôn hả con? Hồi sáng đó quay lại nhổ rồi. Chạy lật cái trái lên ăn cơm, mà xuống lật chạy nhổ thêm nữa, lật tới giờ. Không, tôi không có đủ nữa, bị bán hôm đó ngay rồi, chứ phải ăn qua chắc hôm ngày. Hôm ngày bán đâu, tuần lễ rồi, còn đâu có mấy lít hạt, cái vợ anh tính cái mơ nó điện dễ dở đủ. Kêu thêm 7 cái đó, có nhổ thêm 20 ký nữa đó. 20 ký đằng kia đủ chưa? Vô đi rồi đếm. Cái này là mình để được mấy ngày hay cô ha? Cái này hả? Dạ. Chắc chừng 2 ngày. 2 ngày hả? 21. Cho mình để lâu nó đỡ lá. 1, dạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 gì đó. Rồi đó, đếm tiếp đi. 4. Này rau muốn trồng ngon ghê ha. 16. Mày đếm. 20. Chở hết không được. Chắc đi chở hết rồi hết rồi. Không? Ấy qua luôn. 22. 4. Ấy đập. 6. 4 làm sao? 8. Mấy cái chở mấy kia. 30. Dạ. 32. 34. 36. Cái món này cầm nhỏ không ha? 38. Nó dậy kìa. 40. Này là hai mấy ký? 42. Kìa đi hết rồi. Dạ. 44, 46 quá. 46 là nhiêu ký rồi? 46 hàm 3 ký. Hàm 3 ký thêm cho đủ. Dạ. 3 mình 30 ký đi rồi lỡ thêm 72 ký nữa. Nhã đi đã rồi. Dạ, cô đếm hàm 46 rồi. Đếm như cái này 25 ký phải không? 25 ký giờ tôi lấy tiền chú 20 ký thôi, tôi cho tiếp vui tôi cho 5 ký. Hỗ trợ thêm luôn hả? Hỗ trợ thêm cải ké vuông á. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Cho 5 ký thôi lấy tiền 20. Bao nhiêu tiền 1 ký cô? Bỏ bạn hàng người ta có 6 ngàn thì tôi cũng lấy 6 ngàn à, không có lấy tiền thêm. Dạ, bán giá sỉ luôn ha. Sỉ luôn, 6 ngàn ký. Rồi, con cảm ơn cô. 6 nhân 2 là 120 ngàn. Dạ, để con lấy tiền đưa cô nha. Đáng rồi. Đây cô, con gửi cho cô là 120 ngàn.
Cảm ơn cô nhiều nha. Thôi nghĩa gì không biết à, làm phước mà. Cái này là dạ. Bao nhiêu ký nữa cô? Cái này là 25 ký nữa. Dạ. Sáng là 50 ký và vẫn 50 ký. Dạ. Túi cổng 25 ở đây 25 nữa là 50. Dạ. Rồi xong chưa? Quấn xong hết chưa cô? Dạ. Chưa, chả nó lấy về cho bố. 25 ký, 50 ký gửi tiền cô luôn nè. Của cô là cũng 6.000 luôn hả? Thì cũng 6.000 đây. À. Vũ một mà. Có hai chị em nhỏ này cũng em cũng mà. Cũng có hai chị em. Rồi, nay thu mua rau muống. 5 ký 5 x 6 là 30. Không, giờ không biết nhà. 150.000 hả? 150.000 phải không? Có 150. 150. Không rồi tiếp vô 5 ký đi. Tiếp 5 ký nữa. Dạ, còn vậy con cảm ơn. 20 ký à? 20 ký hả? Ừ. 120 con có 20.000. Con có 20.000 rồi. Đây 20.000 đây nè. Ừ, con mượn cái. Vậy vậy nó biết vui vậy. Dạ. Ông có hai lấy con muốn. Có 20.000 không? 20.000. Ừ, đây, con gửi cô, cảm ơn cô nhiều nha. Lấy bớt luôn. Tiếp vô 5 ký đó. Tiếp vô 5 ký. Rồi. Đỡ thành phố à. Dạ. Ê, chấp chấp. À, cái này là trước tiên là thu gom rau muống xong. Xong thì chút xíu nó đi hai dựng cháo đi gom bồ ngót. Trả được không vô? Xe cũng hiện đại dữ ha. Rồi hôm nào có coi gì con điện cho cô nữa nha. Chưa có hết rồi. Ồ hết rồi hả? Dạ. Dạ. Thôi đi. Dạ. Dạ. Cô bác quý anh chị tiếp theo thì mình sẽ vô cái đám bồ ngót này nè. Để thu 40 kg lô gam bồ ngót. Và đây là cắt tại vườn luôn. Mình sáng mình có liên hệ với nhà vườn. Để vô đây thì chú này cho 20 kg nữa là 60 kg. Mình mua 40 ký, chú này cho 20 ký nữa. À. Con này đang cắt nè. Chắc chạy quá. Dạ. Cho hết một ngót luôn hả? Ừ. Là sao? Cho từ thiện hay gì? Cho từ thiện. Để cho mấy cái người ở khu cách ly á chị. Ừ, thì ăn nhiêu lấy hết thì cho hết nữa. Cắt cực dữ ha. Có mấy lưỡi hái ta? Dương Tám ơi, lấy lưỡi hái vô đây mình cắt luôn. Vậy là cho hết luôn đó. Dạ. Yeah. Ôi, cho hết rồi sao lời. Thì từ thiện mà. Nhưng mà phải trả tiền cho chị chứ. Chứ sao cho hết được. Cũng từ thiện nha, có cái gì vậy như. Sáng em dặn mua á. Dạ. Tính cho từ thiện á. Dạ. Em cảm ơn chị ha. Tại em đem xuống cho mấy người mà ở khu cách ly á chị. Ờ, cũng nghe nói với mấy người cái cho nè. Dạ. Cho đây dài chấm cho hết mấy ngày luôn đó. Để đi tới cử rồi. Lấy giờ nào điện trước cho có nhà cắt đi đó. Ồ, tới cử rồi điện trước lại tự cắt luôn ha. Cái này là mình trồng lâu chưa chị? Trồng này lâu rồi. Dạ. Cái này mình cắt mấy đợt rồi? Cắt này 2-3 đợt rồi. Mình trồng được mấy công vụ ngót? Cái này được 1 công rưỡi. Cắt bằng lưỡi hái hay bằng gì? Cắt ông cho luôn. Rồi lát nữa mình trả như mình cho xuống mình trả. Cắt lại lại không lấy xin gì nữa. Này mình đem dưới, ta mừng lắm. Cắt ngắn lại ha. À, cắt bớt lại. Nhìn bán có cây kéo cắt bớt lại Dương Tám ơi. Cắt con cây cắt. Vừa để tao cắt bên đây tôi bánh bao tao cắt vô mà. À. Bánh bao thì đẩy lên vô luôn. Dạ. Ấy đi cho cái tử thì lên cắt. Cắt cỡ cái điện trước đi. Dạ. Người tiếp bên tay. Ôi anh chị tốt quá. Làm mùa ngót người này trúng không anh? Làm này cũng kiếm ăn được. Dạ. Này mai em chở chắc này để 2-3 ngày được bình thường ha. Mình cắt này nữa gốc này lên lại ha.
Cái này nên phải săn lên có không vậy đó. Anh chị có thường coi ở trên mạng thấy dân mình khổ không? Thấy chưa? Qua bệnh này cho ta khỏe, ta làm ăn ha. Này bao nhiêu tháng, mấy tháng nó mới lên được cao giống gì anh? Tháng rưỡi cắt lại ha. Ta mua thì mà thấy mấy người đi thành phố rồi đến chợ ra ngoài nó bán nó xạo không bán. Ta mua mình không bán luôn ha. Thấy chợ thành phố nó ngán ngán. Dạ. Ồ con cắt tiếp luôn hả dạ? Cắt tiếp luôn ha. Không có vợ tôi đi sáng nó bị lặt bản cắt thì không được. Kêu nó làm tiếp. Kêu nó làm tiếp. Dạ. Dắt điện điện đó cái lây quay bước xuống cái cắt luôn. Lặt cái bàn giò. Này mới mưa cắt nhìn im ha. Không cắt mưa trời mưa nó hiếp. Dạ. Đấy đây cái tủ cho cái điện. Đấy cái điện trước cái. Dạ. Mình bán cho người ta mình cũng không bán cho dân mấy người ở buôn lái ở Sài Gòn mình cũng ngại bán nữa. Sợ an toàn đó, gia đình. Người đó ở đây mua mà người ta đi. Dạ. Cũng ở dưới từ dưới hôm qua mua mấy chục ký mình bán bữa thôi mà xạo. Ở dưới cái kinh đó đó mua chứ. Bữa nay cầu nữa là. Này chở dễ hơn rau muống không ta? Chắc lên bó lại. Bó lại chở đi. Dặn con sai không mà sao nó giữa kính nó lạnh nữa. Sao không dặn con sai cho nó đỡ đỡ chút. Này mấy bữa chắc em để em lần đầu lần này em mới đem xuống lần đầu á. Bây giờ đem thử xuống coi bây giờ mình hỏi cái khu ở dưới bây giờ họ cần nhiều không á. Cái mình biết mình điện cái mình có số điện thoại cái mình đem xuống. Mình mới thông qua chính quyền xã để mai mình đi thôi. Thì ấy được cái gì nó cắt lên đây cho nha. Dạ, cảm ơn chị luôn. Tầm tốt quá ha chị ha. Cắt hết chắc hết cái luống này luôn á cô bác quý chị. Cái luống bên kia nó vẫn còn nhưng mà chắc mình chừa đó đi ha. Dạ còn mấy trăm hả chị? Chị ngoài bồ ngót còn gì nữa không? Bồ ngót thôi ha. Cái này là được công bồ ngót không chị? Dạ, yeah, mình bán được mấy đợt rồi? Bán được 3 đợt. Dạ yeah. Lời không? Lời cũng kiếm ăn chất đỉnh à. Dạ. 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 Bằng nhà thôi à, chứ mướn thôi à, cũng có lời. Anh chị có mấy người con? 3 đứa. 3 người con hả? Đứa giận chạc mình thôi. Nó không bệnh mà đâu sao vậy? Đứa thì nó ra trường làm. Đứa đường học bên đây kinh doanh, bên đây học bên đây quản trị kinh doanh. Dạ. Còn đứa thì làm kế toán. Thì con cái thành đạt hết rồi. Chị cho lòng phước gì nữa mai mốt giỏi thêm nữa. Ở ngoài đồ ăn cũng khó khăn lắm á chị. Cái nào cũng 50 ngàn. Nhiêu anh? 60 ngàn. 60 ngàn ký. Cái này là 50 ngàn ký hả? Bồ ngót này 50 ngàn ký. Mà mẹ ở trển không có ăn mẹ ở nhà mẹ cắt. Mẹ này anh giàu anh bố phí phải rồi. Ừ. Dạ. Dưa leo mà không phải dưa leo mình á, trển nó gọi dưa leo nó dưa leo tây gì đó. Dạ. À, cũng 50 á. Dạ. Nhà anh qua cao qua đập này nè cho xuống rồi. Rồi dạ. Đó nhẩm thôi. Quá đem lên cho thành phố người ta ăn. Sao chị? Nè. Dạ. Này bán nè. Bán hả? Ừ, cháu gặp. Mẹ đâu này, đâu lại đây? Em ở Tân Bình nè. Tân Bình em đem vô Tân Mỹ. Mình không biết đây hả? Nhưng mà ít em đi em ít ở nhà lắm. Nghe đầu cầu đó, nghe đầu cầu ngay trường học tôi quẹo xuống cắt cột kinh đó. Làm gãy này chắc cực dữ ha chị ha. Này mình lúc nhỏ là mình trồng nhánh hả? Dạ. Vậy là được rồi, mai mốt có gì? Cái em alo chị. Không có cái nhiêu đó nữa đó. Vài chục ký gì?
Dạ, mấy khoảng 40-50 kg vậy đi, cái mình coi cái mình có đợt sau cái gì mình xin thêm Dạ. Mấy cô bác của anh chị bây giờ lấy thì đây ông Dượng ông để cái chắc cái bao để lên. Đó. Chắc cái bao để lên rồi sau đó là chở lên đem về nhà mai sáng chở đi. Mệt không vậy đó? Mệt không? Cô bác quý anh chị, một cái bó bồ ngót này nè, với lại một bó bồ ngót ở trên cái chiếc xe mình đó. Đây là xe của Dượng 8. Thì hai Dượng cháu đi chở. Mà anh này mua anh Dũng, mình dặn anh Dũng mua 40 kg. Anh Dũng dự định là cho 20 kg. Mà hai vợ chồng của anh Dũng là bây giờ tặng luôn, không lấy tiền luôn á, miễn phí luôn. Anh nói là khi nào muốn cắt nữa thì cắt. Dạ. Là điện là vô là cắt. Dạ, cắt là điện vô cắt. Anh nói là bán luôn. Bán anh không thèm bán. Anh nói bây giờ cho hết đi. Anh Dũng ơi, cảm ơn hai vợ chồng anh rất nhiều nha. Có gì đâu, có gì đâu. Dạ, quá quý rồi. Có gì đâu. Dạ. Cái nào cần thì điện đi. Dạ. Đi đó, chuyến nào đi thì điện đi. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Chúc sức khỏe anh luôn. Cũng vậy, khổ. Anh Dũng anh cứ nói là ngày nào mà cần thì cứ điện vô là cắt. Dạ, em xin phép anh em về ha. Rồi. Dạ.